And I think the last time I spoke up here was a little over 11 years ago. Lần cuối cùng tôi đứng chia sẻ lời Chúa ở tại hội thánh là khoảng 11 năm trước rồi. Very much a child. Lúc đó tôi còn rất là nhỏ. But I thank the Lord for this adventure, this journey. Tôi cảm ơn Chúa cho tôi một cái hành trình rất là sống động này. The Lord's put on my heart to share today on stewarding the childlike heart. Stewarding the childlike heart. Chúa đã đặt vào trong lòng của tôi là một cái sứ điệp là làm sao để giữ được một trái tim lúc nào cũng là một trái tim con trẻ. So let's turn with me to 1 Samuel 2. Hãy cùng tôi đọc lời Chúa trong Samuel nhất đoạn 2. So I'm going to give a context is we know Hannah is barren and she comes to the temple and she prays and then Eli hears her murmuring and thinks that he didn't hear but he sees her lips moving but then he comes around and he thinks, you know, get up, you know, you drunk lady. À, cái bối cảnh của cái chuyện này đó là bà Anne là cái người đã sinh đã hiếm muộn con và đã sinh một đứa con và sinh rất là nhiều lần thì bà lên một cái đền thờ và bà cầu nguyện nhưng mà lúc đó môi bà mấp máy thì ông Eli tức là Haley là ông thầy tế lễ thực phẩm thầy đó thì ông thấy thì ông nói là bà này tại sao say rượu giờ này thì bà nói không tôi đang sinh một đứa con chứ không phải say rượu. Yeah. And this in chapter 2 Hannah has already received God's blessing with Samuel. Và cái chapter cái chương 2 này đó là bà Hannah này bà đã nhận được cái ơn của Chúa là bà có một đứa con trai là Samuel. So we're going to do some quite a bit of reading. So I just like to go in real quick and let's read. Và tôi sẽ đọc một cái đoạn này nó hơi dài. So we're going to read from chapter 2 verse 12 of Samuel, 1 Samuel. And I will stop at chapter 3 and then we'll pass on to you. Okay. Yeah. Và tôi sẽ đọc từ chapter 2 đoạn câu 12 ha, chương 2 câu 12 cho tới hết chương. Now the sons of Eli were corrupt, they did not know the Lord. And the priest's custom with the people was that when any man offered a sacrifice, the priest's servant would come with three-pronged flesh hook in his hand while the meat was boiling. Then he would thrust it into the pan or kettle or cauldron or pot, and the priest would take for himself all the flesh hook brought up. So they did in Shiloh to all the Israelites who came there. Also, before they burned the fat, the priest's servant would come and say to the man who sacrificed, Give meat for roasting to the priest, for he will not take boiled meat from you but raw. And if the man said to him, they should really burn the fat first, then you may take as much as your heart's desire. He would then answer him, no, but you must give it now, and if not, I will take it by force. Therefore, the sin of the young men were very great before the Lord, and for the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. From 12 to 17. Okay. Lúc bấy giờ, hai con trai của Haley thật là đồi bại. Không biết gì đến Đức Giê-hô-va, dù là thầy tế lễ, họ thường đối xử với dân chúng như thế này. Mỗi khi có ai dâng sinh tế thì đầy tớ của thầy tế lễ đến và trong lúc hai người ta đang nấu thịt, tay cầm xiên ba thọc vào trong cái chảo hoặc nồi vạc hay là chảo nhỏ. Hễ miếng nào dính xiên ba thì thầy tế lễ lấy cho mình. Đó là cách họ đã làm tại Silo đối với tất cả những người Israel đến đó. Hơn nữa, trước khi người ta xông mở, đầy tớ của thầy tế lễ cũng nói với người dân sinh tế rằng hãy đưa thịt cho thầy tế lễ để nướng, vì ông sẽ không nhận thịt luộc, nhưng chỉ nhận thịt sống mà thôi. Nếu ai trả lời hãy để người ta xông mở trước, sau đó ông sẽ lấy bất kỳ thứ gì tùy ý, thì người đầy tớ sẽ nói không, phải đưa ngay đây, nếu không tôi sẽ giật lấy. Tội lỗi của hai thanh niên này thật là nghiêm trọng đối với Đức Giê-hô-va, vì họ khinh thường các lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Now Eli... What's that? See here. 18. But Samuel ministered before the Lord even as a child, wearing a linen ephod.
Moreover, his mother used to make him a little robe and bring it to him year by year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. And Eli would bless Elkanah and his wife and say, "The Lord give you the descendants from this woman for the loan that was given to the Lord." Then they would go to their own home. And the Lord visited Hannah so that she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. 18-21. Trong khi đó, Samuel phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va, cậu bé thắt một cái ephod bằng vải gai. Mỗi năm, mẹ cậu bé may một cái áo choàng nhỏ đem cho cậu khi bà cùng chồng lên dinh sinh tế hàng năm. Hê-li chúc phước cho Elkanah và Anna rằng cầu xin Đức Giê-hô-va cho người phụ nữ này sinh con cái cho ông để thay thế đứa con bà đã cầu xin và đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Sau đó họ trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đoái xem Anna bà thụ thai và sinh được 3 trai 2 gái. Còn cậu Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Now Eli was very old and he heard everything his sons did to all Israel and how they lay with women who assembled at the door of the tabernacle of meeting. So he said to them, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all the people. No, my sons, for it is not a good report that I hear. You make the Lord's people transgress. If one man sins against another, God will judge him. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him? Nevertheless, they did not heed the voice of the Lord because the Lord desired to kill them." And the child Samuel grew in the stature and in favor both with the Lord and men. Bây giờ Hê-li đã cao tuổi, ông nghe được mọi điều hai con trai mình đã làm cho Israel và việc chúng ăn nằm với các phụ nữ phục vụ tại cửa lều hội kiến. Ông nói với chúng, sao các con làm những việc như thế? Vì cha đã nghe mọi người nói về các việc xấu xa của các con. Các con ơi, không được làm như vậy. Điều cha nghe về việc làm của các con không tốt lành gì. Các con khiến cho dân của Đức Giê-hô-va pháp phạm. Nếu một người phạm tội với người khác thì Đức Chúa Trời phán xét người đó. Nhưng nếu người phạm tội với Đức Giê-hô-va thì ai sẽ cầu thay cho? Nhưng chúng không chịu nghe lời của cha mình vì Đức Giê-hô-va định cho chúng phải chết. Còn cậu bé Samuel càng lớn lên càng đẹp được lòng Đức Giê-hô-va và mọi người. Why don't you continue to 27-3? Yeah. Có một người của Đức Chúa Trời đến nói với Hê-li, Đức Giê-hô-va phán thế này: Ta chẳng từng hiện ra cách rõ ràng với nhà tổ phụ ngươi khi còn ở tại Ai Cập dưới triều Pharaoh sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các bộ tộc Israel để làm thầy tế lễ cho ta, dâng tế lễ. Ta chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Egypto hầu việc nhà Pharaoh sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dân của lễ trên bàn thờ ta, song hương và mang ephod trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như thế này: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha của ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ. Kìa thì giờ đến, ta sẽ hủy hoại sự mạnh mẽ của ngươi, của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến đổi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. 31. Okay. So I want to bring from the very top here at 12. Verse 12 it says, "Now the sons of Eli were corrupt and they did not know the Lord." À, và tôi muốn trả lại câu số 12 là nói rằng hai đứa con trai của ông Hê-li rất là đồi bại và không biết gì đến Đức Chúa Trời Giê-hô-va. So you have two, he has two sons. This is the high priest of the Lord who has two sons. Ông này là thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời và ông có hai người con trai. Men who serve in the temple. Hai người này đã là hầu việc Chúa trong cái đền thờ. And it says they did not know the Lord. Mà lời Chúa nói rằng họ không biết gì đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va.
And because of that, there's a void that is existing. A void. Và vì vậy mà có một cái khoảng trống ở trong tấm lòng của hai người này. I'm going to skip over to Judges 2 from 7 through 13. Và tôi muốn đi đến các quan sát đoạn 2 từ câu số 7 tới câu 13. Go ahead. Dân chúng phụng sự Đức Giê-hô-va suốt thời gian Giô-suê còn sống và suốt thời gian các trưởng lão còn sống sau Giô-suê là những người đã chứng kiến tất cả công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho Israel. Sau đó Giô-suê con trai của Nun, của Nân, đầy tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, hưởng thọ 110 tuổi, người ta chôn cất ông trong phần đất thuộc sản nghiệp của ông tại Thinnath Hereh trên vùng đồi núi Ephraim về phía bắc núi Ga-ách. Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình và một thế hệ khác tiếp nối. Họ chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Bấy giờ dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phụng sự các thần tượng Ba-anh, lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ là đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo các thần khác của những dân tộc xung quanh, quy lại các thần tượng đó, khiến Đức Giê-hô-va nổi giận. Họ đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà phụng sự Ba-anh và Át-tạc-tê. Here we see again the new generation that arose and again did not know the Lord. Ở đây lời Chúa chúng ta cũng thấy rằng cả một thế hệ mới được dấy lên nhưng mà thế hệ này vẫn không biết Đức Chúa Trời. I want to emphasize what the knowing means. What does know means here? Và tôi muốn nhắc lại một điều là biết Đức Chúa Giê-hô-va là như thế nào. In our culture when we say know, it's knowledge. Trong cái xã hội Mỹ của chúng ta khi mình nói biết là mình biết ở trên cái đầu trên này, biết về kiến tri thức. It's something logical, something that I can understand. Một cái gì đó mà nó logic và nó mình có thể hiểu được. Something I can memorize. Một cái gì đó mình có thể nhớ được. But actually let me back up from the very beginning in Genesis. Nhưng mà khi chúng ta đi ngược lại sáng thế ký. It says when God spoke, let there be light, immediately light came to existence. Và khi chúng ta nhớ tới sáng thế ký thì chưa khi lời Chúa nói là hãy có sự sáng thì có sự sáng ngay lập tức. I want to draw a connection here that in the kingdom culture, God, when he says something, that means what I say you hear, your eyes will see. Và tôi muốn nói một cái điều của cái lời trong vương quốc của Chúa là khi mà lời Chúa phán ra thì cái lỗ tai mình nghe được và con mắt mình thấy được. What does that mean? Is that God is saying the knowing is in all of your senses. Và điều đó có nghĩa rằng cái sự biết Chúa nó nằm ở trong tất cả mọi giác quan của chúng ta, cả nghe, thấy, nhìn và mọi thứ. It is not split in how our, you know, the Greek culture and the Western culture likes to think is I can argue what I think about and not even have to believe it. Và trong cái thời đó thì nó rất là khác với lại cái suy nghĩ của người Hy Lạp và cũng như người phương Tây bây giờ. Tức là tôi muốn cãi như thế nào, tôi muốn nói như thế nào, tôi nói. And then sometimes we think people say one thing and they act as another and it's the whole mix up. Và có nhiều khi người ta nói một đằng, người ta làm một nẻo và nó rất lộn xộn lên. But in the kingdom culture, you observe all things as speech and all things as action. Và nhưng mà trong vương quốc của Chúa Trời thì mình nghe được mọi sự là cũng giống như cái lời của Chúa nói ra và tất cả mọi sự cũng là một cái hành động. So when you do something without saying, you already are saying something. Đó có nghĩa là khi mà mình làm một cái điều đó mặc dù mình không nói nhưng mà mình cũng đã nói rồi đó. And when you say something and you not do it, you are also telling me something. Và khi mà mình nói mình sẽ làm điều gì mình không làm á thì mình cũng đã nói là một điều gì rồi. So I think it's really important here when and the word knowing here also is the word the same word that was used in the beginning with Adam and Eve knowing each other. Và cái lời Chúa nói ở đây là biết Chúa nó cũng giống như cái sáng thế ký mà ông Adam biết bà Eva vậy đó. That means there is a deep understanding of who God is beyond just the reading. Đó là mình biết Chúa một cách rất là thân mật, một cách rất là sâu nhiệm hơn cả những gì mình đọc trong lời của Chúa. There's
I think it's amazing to see that Joshua's generation followed the Lord, but immediately the one that followed after lost touch. Một cái điều mà tôi thấy rất là lạ đó là cái thế hệ của ông Joshua thì biết Chúa rất là rõ, nhưng mà thế hệ ngay sau ông lại không biết Chúa là ai. And then same thing, you have the situation with Eli and two sons living in the temple and had not even known the Lord at all. Cũng giống như ông Eli và hai con của ông Eli thì biết Chúa, nhưng mà hai đứa con ông cũng ở trong nhà với ông và cũng hầu việc Chúa trong cái đền thờ, nhưng mà lại không hề biết Đức Giê-hô-va. Now I want to continue in 1 Samuel chapter 2 again. Và tôi muốn trở lại Samuel nhất đoạn 2. Sorry, let's actually go to chapter 3. Let's read from beginning of chapter 3 down to verse 11. Okay. Và Samuel nhất đoạn 3 từ câu 1 tới câu 11 là Chúa viết: Bấy giờ cậu bé Samuel phụng sự Đức Giê-hô-va dưới sự hướng dẫn của Heli. Vào thời ấy lời của Đức Giê-hô-va thật là hiếm và khải tượng ít khi xảy ra. Một ngày kia Heli đang nằm ngủ ở chỗ mình vẫn thường nằm, mắt ông bắt đầu mờ khi không còn thấy được nữa. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt và Samuel đang nằm ngủ trong đền thờ Đức Giê-hô-va là nơi có hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Lúc ấy Đức Giê-hô-va gọi Samuel và cậu thưa: Có con đây. Rồi cậu chạy đến Heli và thưa: Có con đây, vì ông đã gọi con. Ông nói: Ta không có gọi con, hãy ngủ lại đi. Vậy cậu đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi lần nữa: Hỡi Samuel. Samuel trỗi dậy và đi đến với Heli và thưa: Có con đây, vì ông đã gọi con. Ông nói: Con ơi, ta không có gọi con, hãy ngủ lại đi. Đến bây giờ Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va và lời của Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho cậu. Đức Giê-hô-va tiếp tục gọi Samuel lần thứ ba. Cậu trỗi dậy đến với Heli và thưa: Có con đây, vì ông đã gọi con. Khi ấy Heli hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi con trẻ. Vì vậy Heli nói với Samuel: Hãy về ngủ đi, và nếu có ai gọi con thì con hãy nói: Lạy Đức Giê-hô-va, xin phán dạy, vì đầy tớ ngài đang nghe. Samuel về nằm ngủ lại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó gọi như các lần trước: Hỡi Samuel, Samuel. Samuel thưa: Xin Chúa phán, vì đầy tớ ngài nghe đây. Đức Giê-hô-va phán với Samuel: Hãy xem, ta sắp làm một việc trong Israel mà ai nghe đến cũng phải lùng đùng cả hai tay. So verse 7, what does it say? It says Samuel did not know the Lord, yet not know the Lord. Và trong lời Chúa viết rằng Samuel lúc đó chưa biết đến Chúa. Nor the word of the Lord revealed to him. Mà lời Chúa cũng chưa có được bày tỏ cho cậu nữa. And I want to go to chapter 2 verse 35. Let's do và that. Và tôi muốn đến câu đoạn 2 câu 35. Là Chúa nói: Ta sẽ lập nên cho ta một thầy tế lễ trung tín. Người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ ban cho người con cháu nối dòng, và dòng dõi người sẽ mãi mãi phục vụ trước mặt người được sức dầu của ta. 35 says, Now there shall be a then I will raise up to myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. I will build him a sure house, and he shall walk before my anointed forever. This was in the words of rebuke of a man to Eli, that his sons will be taken out. And so I wanted to draw the attention here is knowing the Lord is actually knowing his heart and his mind. Và tôi muốn nhắc lại rằng khi mình biết Chúa là mình biết cả cái suy nghĩ của Chúa và tấm lòng của Chúa nữa. But I want to draw a very clear focus is Eli had two sons, and now Eli was given an adopted son, Samuel. Và tôi muốn cho quý bạn cho em thấy rằng ông Heli này, ông có hai đứa con trai, nhưng mà bây giờ ông lại được có thêm một đứa con nữa là ông Samuel, đứa con mà trong Chúa. Now all of which are in the same temple. Và cả ba đứa con này đều hầu việc ở trong cái đền thờ. Oh, and there's actually a responsibility here I want to draw to attention to see here. Verse 29 of chapter 2.
Và tôi muốn quý bà anh chị em hãy nhìn thấy một điều này nữa ở trong câu 29. Biết rằng tại sao các ngươi coi thường những sinh tế và lễ vật mà ta đã truyền dân cho ta lên cho ta mãi mãi. Ngươi coi trọng các con trai ngươi hơn ta và các ngươi nuôi mình béo mập bằng những lễ vật tốt nhất của Israel con dân ta. This is God's rebuke to Eli, is that he honored his own sons more than God. Và đây là một cái lời mà Chúa quả trách ông Eli là đã coi trọng con của mình hơn là Chúa. But then when we go to chapter 3, we begin to see Eli is learning to change how he fathers. Và trong chương thứ 3 thì chúng ta thấy rằng khi mà ông Eli ổng bị Chúa quả trách thì ổng bắt đầu thay đổi cái cách mà ổng đối xử với hai đứa con của mình. The issue was that Eli could not restrain, he did not restrain his two sons from service when they were doing evil before. Cái vấn đề là khi mà hai đứa con mình nó làm những chuyện tồi bại đó, ông Eli nó ổng mắc một cái lỗi là ổng không có kéo hai đứa con ổng và không cho hầu việc nữa. Mà ổng vẫn để. And so then we see in chapter 3 God is giving a moment again to repeat what he can do or change. Và trong cái chương 3 này thì Chúa đã cho ông Eli một cái cơ hội để mà lặp lại cái chuyện đó. See, God is a God of second chances all the time. Chúa luôn luôn cho mình cái cơ hội để sửa sai. Why? What happened? 40 years in the desert, and again, he gives them the opportunity to face the promised land. Giống như là khi mà người Do Thái bị lang thang 40 năm trong đồng vắng thì Chúa vẫn cho họ cơ hội được vào cái vùng đất hứa. See, God isn't a one and done kind of God. Chúa của chúng ta không phải là Chúa chỉ có một cơ hội duy nhất và làm sai là thôi tiêu hết, nhưng mà Chúa luôn luôn cho mình cơ hội thứ nhì. So you see, Eli immediately learned to recognize God is doing something here. Và ông Eli này ông nhận ra rằng Chúa đang làm một điều đó rất là mới lạ ở đây. And he begins to say, how do I steward Samuel to know God? Và ông đã nói rằng tôi phải làm thế nào để giúp cho Samuel này biết Chúa. And he said, because it happened three times. Samuel came running to him three times. Và bởi vì Samuel chạy tới ông ba lần nói rằng ông gọi con. See, so and this was how Eli showed and led Samuel to identify, this is how God speaks. Và đó là cách ông Eli ông dạy ông Samuel là Chúa nói chuyện như thế nào. Là khi ba lần như vậy thì cứ nằm im và nói rằng Chúa ơi con đây, xin hãy phán. What if Eli told him it's not God, you must be hearing, and then he just say, just go to sleep. Hãy thử tưởng tượng là ông Eli nếu mà ông gạt ông Samuel, ông nói rằng Chúa đâu có nói chuyện, không có gì đâu, đi ngủ đi. Và ông không có dạy cho ông Samuel cái cách để nghe tiếng Chúa. I believe God wants to do something in this house to bring a generation of those who are coming in to hear and know God. Tôi tin rằng Chúa đang làm một cái việc lớn lạ tại hội thánh này và Chúa sẽ dấy lên một cái thế hệ mà đến hội thánh thực sự biết Chúa là như thế nào. Amen. I love how God has allowed this whole situation between Samuel and Eli demonstrates a father and son relationship where he is leading him into to understand what it's like, what to recognize God. Và cái câu chuyện của ông Eli và Samuel ở đây cho chúng ta thấy đây là một cái sự dạy dỗ của người cha đối với người con, dạy để biết Chúa là như thế nào. Because without this experience of God, we have a generation that does not know God. Bởi vì nếu chúng ta thiếu những cái kinh nghiệm biết Chúa như thế này thì chúng ta sẽ có một thế hệ chẳng biết Chúa là ai cả. And all you have is a void that is filled
with idols and gods. Và nếu chúng ta không biết Chúa là ai thì chúng ta sẽ có một cái khoảng trống mà không có gì và khỏa lấp được, và chúng ta khỏa lấp bằng thờ hình tượng, bằng những điều của thế gian. Let's turn to Proverbs 25:2. I'm going to read real quick. Và bây giờ chúng ta sẽ được thêm lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 2. Vinh quang của Đức Chúa Trời là giấu kín một điều gì, nhưng vinh quang của các vua là tìm ra một điều gì đó. So a lot of applications I've seen from this passage is about trying to know God. Có rất là nhiều ứng dụng mà tôi có thể nhìn thấy được cái câu này là về cái việc mà biết Chúa là như thế nào. But I want to see God is doing something else in this passage where it says God conceals a matter, he hides the mystery, right? But how does he hide the mystery? That's the question. Và cái câu này nói rằng Đức Chúa Trời giấu kín một điều gì đó, thì làm sao Chúa giấu cái điều đó là giống như thế nào? There's, I think in Psalms it says, in all my ways acknowledge him. Lean not unto your own understandings, but acknowledge him in all your ways. Trong Thi Thiên thì nói rằng là đừng có dựa vào cái suy nghĩ của mình, mà trong mọi nẻo phải dựa lên Đức Chúa Trời. That actually there's the appropriate translation of that is saying in all your doing know him. Cái cách mình hiểu cho đúng với cái câu đó là trong mọi cái việc mình làm, mình phải biết ý của Chúa. It's not like In all your ways, acknowledge him. It's like, oh, praise the Lord, thank the Lord. It's actually, in the midst of every situation, how do I know God is here? Điều đó không có nghĩa là mình làm cái gì rồi mình chỉ giơ lên là, ô, cảm tạ Chúa. Nhưng mà mình phải biết rằng những việc mình làm, Chúa đang ngự tại đó, và Chúa biết những gì mình làm, và mình làm những điều mình làm theo đúng ý của Chúa. So I want to also bring it is, you know, raising children, right? It's interesting that how does this apply to children? Và thì cái câu này nó làm sao nó có liên quan gì tới việc mà dạy một đứa con trẻ? Our culture, Asian culture, we love to see our children be successful, prosperous, skillful, knowledgeable, smart, and affluent. Trong cái văn hóa người Việt mình á, thì lúc nào cũng muốn đứa con mình là giỏi nè, thông minh, đẹp trai, rồi có công việc tốt, rồi có nhà, có cửa, đủ thứ hết. And so what we do is we train them along a certain way to this is you need to know this, you need to know that, you need to know this, next step you got to do this. Thành ra khi cái ước muốn mà như vậy thì mình sẽ dạy đứa con mình những cái bước đường để đạt tới những điều đó. And I think it's not just Asian, it's any father, any parents. Và điều đó nó không phải chỉ có ứng dụng đối với người Việt hay là Á Châu, mà những cái sắc dân khác đều như vậy. But I want to bring to what God does is in each of these children and in each of us, he actually conceals a mystery. Và trong chúng ta và những con cái của chúng ta, Chúa giấu một cái điều bí mật. Đó. And it is actually us as a community, us as a family, to actually unravel this mystery. Và cái việc của chúng ta làm là như một cái cộng đồng tin Chúa ở đây là chúng ta cần phải mở ra để tìm những cái bí mật đó của Chúa. Actually, to understand what each of us has actually been entrusted from the Lord. Để biết rằng Chúa đã trao cho chúng ta một cái điều gì. It's just like any vision, just like any dream. It's just like any calling he gives to each of us. Cũng giống như là những cái khải tượng những chúng ta nhận được, hay là những cái giấc mơ, hay là những cái sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi từng mỗi chúng ta. But now it's actually us revealing it within each other. Và bây giờ thì chúng ta bày tỏ những điều đó ra cho những anh em trong Chúa của mình. And then I'm going to bring Psalms 127:3. Và tôi muốn đọc Thi Thiên 127. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công. Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ cho người Ngài yêu mến như vậy.
Kìa con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con cái sinh ra đang tuổi thanh xuân khác nào mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào để chúng đầy ống tên, người sẽ không hổ thẹn khi đối đáp với kẻ thù mình tại cổng thành. He likens children as arrows in the hands of a warrior. Lời Chúa nói rằng con cái giống như là những mũi tên trong tay người dũng sĩ. Say I am a warrior. Hãy nói là tôi là người dũng sĩ. Let's do it again. Let's say I am a warrior. Hãy nói một lần nữa, tôi là người dũng sĩ. Our children are arrows. Những đứa con của chúng ta chính là những mũi tên của chúng ta. Who's the greatest arrow? Ai tạo ra những cái mũi tên này? The greatest arrow. Who's the greatest arrow in all of history? Ai là cái mũi tên lớn tuyệt vời nhất, lớn nhất trong lịch sử? Jesus. Chúa Giê-xu. He is the Son of God. Chúa Giê-xu chính là con của Đức Chúa Trời. He is the greatest arrow. Chúa Giê-xu chính là cái mũi tên lớn nhất, sắc nhất. God has fashioned him as the greatest arrow to strike the enemy. Chúa đã tạo Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã tạo Chúa Giê-xu là cái mũi tên sắc bén nhất, mạnh nhất để mà tấn công kẻ thù. How much more our own children are arrows. Và con cái của chúng ta cũng là những mũi tên như vậy. How does an arrow get sharpened? Làm sao một mũi tên nó có thể trở nên sắc bén? It's iron meets iron. Khi mà sắc ngoài sắc. It's tested in heat. Và được đốt nóng lên trong lửa. See, it's carefully fashioned so that it could fly. Và nó được tạo dựng một cách rất là kỹ lưỡng để nó có thể bay thật xa và mạnh. I want us to get a perspective that our children is not just our children, but God's children. Và hãy nhớ rằng con cái của chúng ta không phải chỉ là con cái của chúng ta mà thôi, nó cũng là con cái của Đức Chúa Trời. But if we fashion them as arrows unto the Lord. Và khi mình tạo dựng nó trở nên những cái mũi tên cho Đức Chúa Trời. How much more victorious in life can they be? Thì hãy tưởng tượng những cái chiến trận của chúng ta sẽ có đắc thắng như thế nào. I want to bring an experience that it's amazing to see that we have to look at Eli created a safe space for Samuel to learn about God. Và đây chúng ta thấy rằng ông Eli này ông tạo ra một cái môi trường an toàn để cho ông Samuel ông nhận biết Chúa. A son who can ask questions. Một đứa con có thể hỏi cha của mình những câu hỏi. A son who can not recognize the first time it's the Lord. Mà đứa con nó không nhận được lần đầu tiên là đây là tiếng của Chúa. But then come to learn who God is. Nhưng mà rồi nó được học để nó biết Chúa là như thế nào. Eli learned from his own mistakes. Ông Eli cũng học được cái lỗi của mình. And I believe that there's even the mystery of Samuel's life being revealed to Eli. Và ngay cả những cái bí mật trong cuộc đời của ông Samuel cũng được bày tỏ cho ông Eli. I'm going to read real quick Hosea 4:6. It says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Và trong Ô-sê đoạn 4 câu 6 nói rằng dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. I think our children needs to be challenged in ways that they are not just academically equipped. Tôi tin rằng con cái của chúng ta cần phải được những cái thử thách mà không phải chỉ là việc đi học trong trường mà thôi. But actually, what is their destiny in the Lord? Nhưng mà cái mục đích của nó sống trên cuộc đời này là gì? Chúa tạo dựng nó để làm gì? And that their knowledge of God is beyond acting. Và cái sự nhận biết Chúa của nó không phải chỉ là phải vượt hơn những cái hành động của nó, phải là biết sâu nhiệm hơn. Coming to church to just come to church.
Không phải là chỉ đến nhà thờ, chỉ là tôi có đi nhà thờ. Coming to play just to play. Không phải chỉ đến chơi là chơi thôi. There's actually it needs to be a deeper intimacy. Mà nó cần phải có một cái sự thân mật sâu nhiệm hơn với Chúa. I want to bring to share my origin story. Và tôi muốn được chia sẻ một câu chuyện của tôi. So thank God I you know was you know raised up by my folks and my parents here, you know, playing church since 7 years old. Cảm tạ Chúa là tôi được lớn lên trong một cái gia đình ba mẹ tôi là người hầu việc Chúa ở đây và tôi đã hầu việc Chúa từ năm 7 tuổi. But all of that, I mean, I heard about miracles, right? I hear about miracles all the time. Và tôi nghe về những phép lạ Chúa làm rất là nhiều. I hear of people taking communion and diabetes being healed. Và tôi nghe có những câu chuyện là khi họ dìu giữ tịch thánh thì họ đã được chữa lành bệnh tiểu đường. I hear of, you know, my brother falling from a second story and getting healed. Và tôi nghe chuyện rằng anh của tôi ngã từ trên tầng thứ hai xuống vỡ cái đầu ra mà vẫn được cứu sống. And I get to witness and see people who are blind to see. Và tôi nhìn thấy được là người mù được thấy nữa. But all of that came to a point when I was 14 and it meant nothing. Nhưng mà có một điều là khi tới 14 tuổi tôi chẳng cảm nhận gì cả. And I was arguing with my youth leader at the time and the youth group, like, okay, at this point, you know, and one brother really gracious asked me point blank. So this was on a Sunday service. He asked me, so what now, Joshua, do you believe in God? I said, I guess not. And then I go up here and start playing worship. Và tới năm 14 tuổi thì tôi lúc đó tôi không nghĩ là tôi biết Chúa gì cả và tôi đã gây lộn với một cái người hướng dẫn mà thanh niên thời đó. Và chúng tôi gây lộn và đến một lúc thì có một người, một đứa trong thanh niên hỏi tôi là Joshua, vậy thì giờ cuối cùng anh có tin Chúa hay không? Thì Joshua tôi mới trả lời là tôi nghĩ là không. Nhưng mà tôi lại bước lên đây tôi cầm đàn tôi thờ phượng Chúa. And I had three main questions that I could not solve for myself. Và tôi có ba cái câu hỏi mà tôi không thể trả lời được cho chính mình. One of them was, if God knew the end, why does mankind have to live the history? Và câu hỏi đầu tiên là nếu mà Chúa đã biết sự cuối cùng thì tại sao mà con người lại cứ phải sống vào trong quá khứ? And is it the narrow that enters to the you know the those who entered the path of eternal joy with the Lord enters the narrow path. Và những người nào mà đi vào con đường hẹp thì sẽ đến được một cái đời sống phước hạnh ở trong Chúa sau này cõi đời đời. What is the point of this world? What is the point of living this life? Vậy thì sống trên cuộc đời này có ý nghĩa gì? Mình phải làm gì? Second was is if God knew the end of, you know, all who, it says, Paul says, God makes it inexcusable for anyone to deny God. Và lời của Chúa trong ông Paulo, ông đã nói rằng Chúa đã tạo ra cho người ta là một cái không thể nào mà từ chối được và rằng họ không biết Chúa. So again, why? Why this life? Thì vậy thì tại sao chúng ta sống trên cuộc đời này để làm gì? Knowing those who will enter more so in the path that is broad and suffering. Can you repeat? Knowing that there will be more who will go down the path that is open and wide and broad. À, thì mình sống trên cuộc đời này làm gì khi mà biết rằng có rất là nhiều người đi vào con đường rộng rãi nhưng mà dẫn đến sự chết. And I think the third one was related to the Holocaust, but that's in very similar vein. Yeah. Related to the Holocaust. À, và cái câu hỏi thứ ba thì nó giống như liên quan tới cái mà việc Đức Quốc xã mà giết người Do Thái đó. So I went to camp. Và tôi đi đến một cái trại. Still arguing and still debating. Và tôi vẫn cãi nhau, vẫn coi như là đối chất với lại cái người đó. Actually with the entire youth group. The worship team and với không phải chỉ một người đó thôi mà với cả nguyên một cái nhóm thanh niên luôn. And it was on the last day at camp. Và cho tới ngày cuối cùng ở cái trại.
that I praise God. I came up to the front, and it was at the end of camp. It was the last time they're going to pray, and the last time they're inviting people. And so I came up to the front, last day of camp. Và cái ngày cuối cùng, cái buổi nhóm cuối cùng của cái trại đó, tôi đã bước từ đó lên trên này để tôi cầu nguyện. And I said, God, if you do not answer me today, I'm out. Và tôi đã nói, trải lòng mình ra với Chúa. Tôi nói, Chúa, nếu mà Chúa không có trả lời những câu hỏi của con ngày hôm nay, con sẽ bỏ luôn. Con không đi nhà thờ nữa. In that moment, the prophet that was there, or the preacher that was there, he came and he started praying for me. Và lúc đó thì cái người giảng ngày hôm đó đã xuống cầu nguyện cho tôi. And the words he spoke. Và lời của ông nói cho tôi ngày hôm đó. For that moment was not a man who stood before me. Và lúc đó tôi cảm nhận rằng không phải là một người đàn ông bình thường đứng trước mặt tôi. But it was actually the presence of love, and it was the most tangible presence speaking to me. Mà tôi biết rằng rõ ràng sự hiện diện của Chúa một cách mạnh mẽ, tình yêu của Ngài đầy tràn trên tôi trong lúc đó, và tôi biết rằng Chúa đang hiện diện. He spoke of me, he was talking, he was prophesying and sharing and just gave words of knowledge about, okay, these are the things you're thinking about. These are the things you believe. This is where God wants you to go. And he even prophesied about me going to college, where I would go to college. Và ông nói cho tôi rất là nhiều điều mà tôi giữ kín trong lòng. Ông nói cho tôi, ông tiên tri cho tôi là tôi sẽ đi học ở đâu, và tôi đang nghĩ điều gì, và tôi đang tính làm những điều gì. Ông nói cho tôi hết tất cả mọi điều mà trong lòng của tôi. I think everybody needs the experience of God. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phải cần có một cái kinh nghiệm với Chúa. And it was the person of love that came to me. Và ngày hôm đó tôi cảm nhận được rõ ràng Chúa của tình yêu đang ở với tôi. I'm going to talk about another time. Và tôi muốn kể một cái chuyện khác. So I was afraid for about 5-6 years of my life. I was always afraid of the dark. Và trong 5-6 năm trời trong cuộc đời của tôi luôn luôn sợ hãi cái bóng đêm. It was from 8 years old to 14, I was always afraid. I could not sleep with the lights off. Từ năm 8 tuổi cho tới năm 14 tuổi, tôi không thể nào ngủ được khi mà tắt đèn hết. I was watching a movie and then all of a sudden a sphere came and leapt into me. Tôi đang coi một cuốn phim thì tự nhiên tôi thấy giống như là một cái sự sợ hãi nó đến và nó chiếm giữ tâm hồn của tôi. I slept in the room with my brother and we argue about who can turn the light off and who can leave the light on. À, tôi ngủ với anh của tôi trong phòng và hai anh em tôi cãi nhau là người nào sẽ tắt đèn và người nào bật đèn. I actually crawled into my parents' bedroom and I slept on the floor. Và tôi phải bò vào trong phòng của ba mẹ tôi và tôi ngủ dưới sàn nhà. And I did that for like 5-6 years. Và tôi làm như vậy cho tới 5-6 năm. And I was at and then I went to worship school. Và tôi đi học về thờ phượng Chúa. And there is this young group of college folks and would invite us over and we did a they call it a Holy Ghost party. Và tôi được một cái nhóm thanh niên ở đó mời tôi dự một cái buổi tối gọi là cái buổi mà để gặp Đức Thánh Linh. And each of us would take turns sitting in the middle and then getting prayed over each other. Và chúng tôi cứ thay phiên nhau, một người ngồi giữa và tất cả những người kia cầu nguyện cho nhau. And it came to my turn and this young man said to me, he said to me, I see, and I never said anything to him, I see the Lord taking an evil clown called It and putting it behind bars. Called It? It. Và thì đến lượt của tôi thì tôi không có chia sẻ ai là tôi bị cái gì cả, nhưng mà tôi ngồi đó thì có một bạn tới và cầu nguyện cho tôi và nói rằng tôi thấy có một cái đám mây đen ở trong người của cậu và đã bị Chúa bắt bỏ vào tù. It's an evil clown. Một cái đám mây gọi là rất là ác hung dữ đã bị bắt bỏ vào tù. And it's behind the bars and the Lord said,
It can never touch you again. Và lời Chúa nói rằng cái nó sẽ không còn làm cho con sợ được nữa, không đụng tới con được nữa. That night I was never afraid of the dark again. Và từ đó cho đây tôi không còn sợ bóng tối nữa. Hallelujah. And in another time in that same night. Và cũng trong cái đêm đó. One young lady from Minnesota was praying over and she put her head over my head and said, I release the joy of the Lord, and she just opened her hands. Và tối hôm đó có một cô từ ở Minnesota đã đến đặt tay lên đầu của tôi và nói rằng tôi trong danh Chúa tôi sẽ giải phóng cái sẽ là sự vui, cái niềm vui trên anh. I release the joy over you. And immediately it was like a sheet of thick cloth came over me. Và khi mà cô vừa mới nói là tôi giải phóng cái niềm vui lên cho anh ấy, thì tôi có cảm nhận giống như một cái khăn rớt xuống người tôi vậy. And I literally was drunk with laughter and I fell on the ground. Và tôi đã gần như say trong cái sự cười vui vậy đó và tôi ngã xuống dưới sàn nhà. The reasons why I'm sharing this. Và lý do tôi chia sẻ những câu chuyện này cho các bạn xem. Is that I had people who prayed for me. Là tôi có người cầu nguyện cho tôi. Even on that night at camp. Ngay cả trong cái đêm mà cuối cùng ở cái trại. And then I found out the youth leaders and my friends in the worship team were all praying and fasting for me. Và sau đó thì tôi biết được rằng cái người hướng dẫn mà trong cái nhóm youth của tôi đó đã cầu nguyện cho tôi suốt bao nhiêu ngày. And were telling people like we got to fast for him. Và họ còn kiêng ăn nữa và họ bảo nhau là phải cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện cho Joshua. I think it takes a family to raise children unto the Lord. Và tôi tin rằng mình cần phải có một cái gia đình mới có thể dạy những đứa con lên cho Chúa được. And I believe it takes the house of God. And the house of God is the family of God. Và hội thánh Chúa chính là một gia đình của Chúa. God in three persons. The Chúa, Father, Son, and the Holy Spirit. Chúa ba ngôi, Cha, Con và Đức Thánh Linh. Like where we don't have earthly fathers, we have fathers among many. Những ai mà không có cha trên phần xác thì còn có cha trên trời. And then there's actually mothers here. Và còn có những người mẹ ở đây nữa. So I think there's something that the call of God in these children is we need to stir them up. Và cái sự kêu gọi của Chúa cho những đứa trẻ này chúng ta cần phải dứt giấy nó lên. And God said, he says, God tests the righteous. Và là Chúa nói là Chúa thử lòng những người công chính. And I think, you know, Joseph did the perfect example. He tested his brothers. Và ông Joseph đã làm một cái điều đó là ông thử lòng những người anh của mình. But what was the test was the intent to actually reveal what's in their heart. Và cái thước thử này đó là khi mà mình thử ai đó nó sẽ lộ ra cái lòng của họ thực sự nghĩ như thế nào. So there's a place of safety that we can allow mistakes to happen. Và mình phải tạo cho những đứa con mình một cái môi trường mà an toàn đủ để nó có thể lộ ra, có thể là làm lỗi mà không có bị sợ gì. And I think I want to quicken and encourage this house that we have, it's, what is it, the calling is to make disciples of the nations. Và tôi muốn gửi một lời động viên tới tất cả các anh chị em ở đây là lời Chúa bảo chúng ta là phải đi ra dạy dỗ muôn dân. And I, you know, in Matthew 18:4 it says, you know, therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Và lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 4 nói rằng vậy người nào khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ được người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. And why is it that God likens children who are pure in heart that shall see the kingdom? Và tại sao Chúa lại nói ra ví rằng những đứa trẻ nào mà cái tấm lòng của nó khiêm nhường thì lại được cao trọng trong vương quốc của thiên đàng. Children don't give up. Những đứa trẻ nó không có bỏ cuộc. They forgive 70 times 7. Và nó sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người nào phạm lỗi với nó là 70 lần 7. And even themselves. Và ngay cả chính chúng nó.
Like if the kid fall, it doesn't just stop there. Và như thấy một đứa trẻ nó ngã xuống, nó không chỉ nằm ngã hoài. It gets up again. Nó sẽ ngồi trở dậy. I think we need to, you know, give some grace to ourselves. Give some grace to ourselves. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cho mình cái ân điển Chúa. We don't have it all right. Mình không phải lúc nào mình làm cái gì cũng đúng cả. But are we learning to know the Lord? Điều quan trọng là mình học để mình biết Chúa là ai. I want to share this to you. It's interesting because I love farming. Và tôi muốn chia sẻ một cái chuyện là tôi rất là thích làm đồng áng. And it's good to, you know, when you're planting a mango tree, you want it to get fruits in 3-5 years. Khi mà mình trồng một cái cây, ví dụ cây xoài chẳng hạn, mình muốn 3-5 năm nữa là mình có trái mình ăn. Or an apple tree. Hay là một cái cây táo. So there's this thing that we want trees to produce fruits as quickly as possible. Và lúc nào mình cũng muốn cái cây này nó phải ra trái thật là nhanh. We want our kids to be as thành công as possible. mình cũng muốn những đứa con của mình á, mình nuôi nó một chút là mình muốn nó thành công cho thật là nhanh. Right? So but here's an interesting thing. There's something unique about offering to the Lord your first fruits. Nhưng cái điều quan trọng là mình cần phải dâng cho Chúa những hoa quả đầu mùa. It's interesting why the first fruits. Tại sao phải là hoa quả đầu mùa? So and take a little twist of this and then apply it to farming. Và tôi muốn để nói một cái điều này nữa rồi bắt đầu trở lại với lại cái việc về làm đồng áng. A lot of times we think the first fruits are our best fruits to God, right? Thường That's thường, the interpretation. Thường thường mình nghĩ rằng cái hoa quả đầu mùa là cái hoa quả tốt nhất mình dâng lên cho Chúa. So when we think of these trees, we want to eat the best fruit. We want to taste of it as quickly as possible. Giống như một cái cây khi mà cái trái đầu mùa nó ra mình muốn ăn liền để mình biết nó như thế nào. Here's a technique I've learned in farming is you actually cut the buds, the very first buds of flowering that happened the first year. Và có một điều tôi học được khi trồng cây đó là cái đợt hoa đầu tiên là mình phải cắt bỏ. Why? Tại sao như vậy? Because when a tree is young, it puts all of its energy instead of growing bigger, stronger limbs, bigger roots, larger leaves, it puts all of its energy into the fruits. Bởi vì tôi biết được rằng khi một cái cây nó còn nhỏ đó, thay vì nó dùng hết tất cả năng lực của nó để nó làm cho cái thân nó bự lên, lá nó bự lên, thì nó bỏ vào cái quả của nó. But when you take the bud and you snip it, nhưng mà khi mình cắt bỏ những cái nụ đây đó, what happens is all the energy becomes stronger in the arms. Thì tất cả những năng lượng của nó chạy vào để làm cho cái thân nó bự lên. This year it could only give you one fruit and it would be flopping like this. This year, just the first year it could be giving fruit and it'll just the arms will go down. Và cái năm đầu có khi nó ra trái nhưng mà rồi nó cái cây nó bị sụi xuống. But if you get rid of it, the second year and third year, the limbs can be strong and you can get maybe 5-10 times more. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó bỏ đi cái đợt hoa đầu tiên đó thì những cái năm đầu cái nó ít trái nhưng mà cái cây của nó rất là mạnh và năm sau đó nó sẽ ra có khi gấp 10 lần như vậy. So this is a marathon race. Và chúng ta có đường chúng ta đi theo Chúa là một cái cuộc chạy marathon. It's not who becomes first here. Không phải là ai đến trước. Because you know who's first? Bởi vì quý bạn cho em biết ai là tới trước rồi. Jesus. Chúa Giêsu. So the second place is the loser. Thành ra cái người tới nhì là người thua cuộc rồi. We're running a race all in second place. Chúng ta đều là những người chạy để mà kết thúc vào nhì thứ nhì trở đi thôi. Because God is coming back to a bride. Bởi vì Chúa Giêsu sẽ trở lại cho nàng dâu của mình. So I just want to conclude is, you know, encourage this house is we need to steward our hearts as children as much as we steward our own children. Và tôi muốn trước khi tôi kết thúc cái bài chia sẻ của tôi thì tôi muốn quý ông bà anh chị em biết rằng á mình cần phải giữ cho tấm lòng của mình như con trẻ cũng giống như là mình giữ cho những đứa con của mình.
It's not about having it all right the first time. Không quan trọng là mình làm mọi việc đều đúng hết ngay từ đầu. Because if Samuel didn't get the right the first time, I would expect Eli to just come knocking on his head. Bởi vì tôi tin rằng nếu mà Samuel làm sai lần đầu thì thế nào ông Eli cũng lại ông gõ đầu và ông chỉ tiếp. See, it's actually stewarding the heart to know God. Cái quan trọng là mình làm sao mình tiếp tục hung đúc cái tinh thần là tìm kiếm Chúa trong đứa trẻ. And actually understanding the mystery he's put in each of them. Và hiểu được rằng cái điều mà một cái bí mật, cái điều mà Chúa đã đặt vào trong đứa trẻ đó. Because not all of them are going to be mangoes. Bởi vì tất cả những trẻ nó sẽ không bao giờ giống nhau cả. You know, and I think that's something really important that I want to release to this church. Và đó là một điều rất là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh ngày hôm nay. So I'm going to pray and then close. Và tôi xin được cầu nguyện để kết thúc và chia sẻ. God teach us to be humble as children. Xin Chúa dạy cho chúng con sự khiêm nhường giống như những đứa trẻ. Who are quick to forgive each other. Những đứa trẻ này nó rất là nhanh chóng để nó tha thứ. Who are quick to just start things over. Rất là nhanh chóng để mà làm lại từ đầu. And to understand that it's not over, it's not the end. Và cho chúng con hiểu rằng tất cả không có là kết thúc. It is only still the beginning. Mà chỉ là vẫn là sự bắt đầu. God, I just call forth a renewing of our faith. Xin Chúa hãy tiếp tục cho chúng con được làm mới lại tấm lòng của chúng con. A renewing of our minds. Hãy làm mới lại đầu tâm trí của chúng con. To stir up this intimacy with you. Hãy cho chúng con có lại cái sự tương giao mật thiết với Chúa. To know your heart and mind. Để biết được ý của Chúa và tấm lòng của Ngài. Give us, stir up a passion and hunger in our hearts. Hãy cho chúng con một sự đam mê, một sự đói khát lời Chúa và sự chiêm nghiệm Chúa. A strategy to raise this generation to know you. Một cái chiến lược để chúng con có thể dạy những đứa con của chúng con trở thành những người chiến sĩ cho Ngài. That they get to witness the same miracles we've gone through. Và hãy cho chúng con được chiêm nghiệm những cái phép lạ mà Chúa đã làm trên đời sống của chúng con, cho chúng con của chúng con cũng được chiêm nghiệm những điều đó. And beyond. Và xa hơn nữa đời cháu của chúng con nữa. Help us to build up these quivers. Hãy cho chúng con biết dựng lên những cái những xây dạy những đứa con này. In Jesus' name we pray. Amen. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Anh muốn được cầu nguyện, cứ bước lên đây anh chị em, tự do, thoải mái. Nha. Và trong khi cho Chúa tiếp tục cầu nguyện thì anh em chị em nào muốn chúc phước cho mục vụ của, thực sự là mục vụ của gia đình, cũng có mục vụ ở dưới Nam Cali đó, thì chúng ta có cái thùng ở phía kia, anh em chị em cứ bỏ vào đó nha. Lạy Chúa Jesus.